Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của truyền hình Thông tấn. Ngày 11 tháng 12, Quốc hội Thụy Sĩ đã đề cử Bộ trưởng Tài chính Karin Keller-Sutter làm Tổng thống của nước này trong năm 2025. Theo quy định của Thụy Sĩ, vị trí Tổng thống được trao quyền luân phiên giữa 7 thành viên của Hội đồng Liên bang. Theo thông báo của Quốc hội Thụy Sĩ, bà Keller-Sutter, 60 tuổi, đã nhận được 168 trong số 203 phiếu bầu hợp lệ và sẽ nhậm chức Tổng thống vào đầu năm sau, kế nhiệm Tổng thống Viola Amhe. Bà Keller-Sutter là thành viên của Đảng Tự do, đã đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2023. Trong bối cảnh, quốc gia châu Âu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng liên quan tới sự sụp đổ của ngân hàng Credit Suisse. Trên cương vị Bộ trưởng Tài chính, bà Keller-Sutter đã ghi được nhiều dấu ấn tích cực như đưa vào áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng và thúc đẩy đàm phán về thỏa thuận mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu-EU. Sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng để bảo vệ quyết định áp đặt thiết quân luật và triển khai quân tới trụ sở Quốc hội hồi tuần trước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày hôm nay Quốc hội Hàn Quốc sẽ khai mạc phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về dự luật điều tra Tổng thống Yoon liên quan đến việc ban hành sắc lệnh thiết quân luật trên. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Yoon Suk-yeol xin lỗi người dân vì đã khiến mọi người bất ngờ và lo lắng vì lệnh thiết quân luật. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng để chống lại việc bị luận tội hay bị điều tra vì đã ban hành sắc lệnh trên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói rõ, ông sẽ không né tránh các trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan. Việc ban hành thiết quân luật được thực hiện trong phạm vi quyền của Tổng thống để bình ổn các vấn đề trong nước và tránh nguy cơ bị tê liệt chính phủ. Ông từ chối các lời kêu gọi từ chức, đồng thời cáo buộc phe đối lập đang đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng. Tổng thống Yoon đưa ra các tuyên bố trên trong bối cảnh các công tố viên Hàn Quốc đang mở rộng điều tra về việc ban hành thiết quân luật đêm 3 tháng 12 vừa qua. Theo thông báo, Bộ trưởng Y tế Cho Kyo-hong đã được triệu lên để thẩm vấn. Trong khi đó, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên họp toàn thể vào ngày hôm nay để bỏ phiếu về một số dự luật liên quan, trong đó có việc xem xét điều tra Tổng thống và đệ nhất phu nhân Kim Ki-yong-hee. Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật ủy nhiệm quốc phòng cho tài khoá 2025, trong đó có nội dung duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc như hiện nay là 28.500 người. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi Ủy ban Quân lực thuộc Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đạt được nhất trí về bản dự thảo. Đạo luật được Hạ viện thông qua với 281 phiếu thuận và 140 phiếu chống, quy định mức chi 895 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quốc phòng trong tài khoá kế tiếp. Đạo luật ghi rõ, Bộ Quốc phòng Mỹ phải tăng cường liên minh với Hàn Quốc bằng cách duy trì 28.500 binh sĩ tại quốc gia Đông Bắc Á, củng cố hợp tác quốc phòng và sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ đồng minh. Theo kế hoạch, đạo luật sẽ được đưa lên Thượng viện Mỹ để thông qua vào tuần tới, trước khi trình Tổng thống ký phê chuẩn. Đạo luật được thông qua trong bối cảnh chính quyền hiện nay của cả Mỹ và Hàn Quốc đều lo ngại chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ rút hoặc cắt giảm lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc. Trong một phát biểu gần đây, Tổng thống đắc cử Trump cũng đã nhắc đến ý định trên, điều đã được ông tìm cách đẩy mạnh trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên để gây áp lực với Seoul về việc tăng thêm mức chia sẻ chi phí quân sự. Ngày 11 tháng 12, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ra thông báo cho biết quân đội Israel đã tiến hành đợt rút quân đầu tiên khỏi miền Nam Liban theo thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hezbollah. Thông báo nêu rõ, người đứng đầu CENTCOM, tướng Eric Kulina, đã có mặt tại trụ sở để giám sát việc Israel rút quân, trong khi lực lượng vũ trang Liban được quân tới tiếp quản. Tướng Kurila cho rằng đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc thực thi lệnh ngừng bắn lâu dài để đặt nền tảng cho những tiến triển tích cực trong tương lai. Trước khi rút quân, quân đội Israel tuyên bố lữ đoàn số 7 của lực lượng này đã hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực Al-Khiam ở miền Nam Liban. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11. Nhưng sau đó cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm nhiều lần. Theo thỏa thuận, quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sẽ triển khai ở miền Nam Liban sau khi quân đội Israel rút đi, trong khi Hezbollah cũng có nghĩa vụ rút quân về phía bắc sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km, và phá dỡ các cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng này ở miền Nam Liban. Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí về gói trừng phạt mới, gói trừng phạt thứ 15 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó đặc biệt nhằm vào những tàu chở dầu bị cáo buộc được Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Cụ thể, gói trừng phạt lần này nhằm vào các tàu chở dầu đến từ các nước thứ ba, được cho là đã và đang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời bổ sung thêm nhiều thực thể và cá nhân vào danh sách trừng phạt. Quy mô của gói trừng phạt có thể lên tới gần 30 thực thể, hơn 50 cá nhân và 45 tàu chở dầu. Theo kế hoạch, gói trừng phạt này sẽ chính thức được thông qua tại cuộc họp Ngoại trưởng EU dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tới. Cho đến nay, danh sách trừng phạt của EU liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã lên tới khoảng 2.200 cá nhân và thực thể, cùng hơn 45 tàu chở dầu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối Mỹ chuyển 20 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có khoản tiền đến từ các tài sản đóng băng của Nga. Moscow nhấn mạnh có thể sẽ tịch thu các tài sản của phương Tây tại Nga để đáp trả. Hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh bang và các bộ trưởng chính phủ nhằm thảo luận về các biện pháp đáp trả nếu Mỹ bị áp đặt mức thuế quan mới như cảnh báo trước đó của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cho biết, tại cuộc họp, một số lãnh đạo tỉnh bang đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Ottawa cần phản ứng cứng rắn với Washington. Một số người còn nêu rõ, Mỹ đang phải dựa vào các loại khoáng sản và kim loại quan trọng của Canada. Lãnh đạo tỉnh bang Ontario Dufour, tỉnh bang lớn nhất của Canada tuyên bố sẽ cắt giảm xuất khẩu năng lượng sang Mỹ nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump áp mức thuế như tuyên bố đối với hàng hóa của Canada. Trước đó hồi đầu tuần, Thủ tướng Trudeau cũng khẳng định Canada sẽ đáp trả các biện pháp thuế quan không công bằng, giống như việc nước này áp thuế với các sản phẩm rượu bốc bông hay xe mô tô Harley Davidson của Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Những tuyên bố trên làm dấy lên quan ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ. Hôm qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tiếp tục hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay và năm sau. Đây là lần thứ 5 liên tiếp tổ chức này hạ dự báo nhu cầu đối với mặt hàng năng lượng quan trọng này. Trong báo cáo thị trường dầu tháng 12, OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,61 triệu thùng một ngày trong năm 2024, giảm khoảng 210.000 thùng một ngày so với mức dự báo đưa ra vào tháng trước. Việc điều chỉnh được đưa ra dựa trên dữ liệu cập nhật trong 3 quý đầu năm, trong đó dữ liệu của quý 3 khá bi quan. Về mức tăng nhu cầu dầu của năm sau, OPEC ước tính con số sẽ vào khoảng 1,45 triệu thùng một ngày, giảm 90.000 thùng một ngày so với đánh giá của tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19, tăng trưởng nhu cầu dầu của thế giới vẫn ở mức lành mạnh. Vài tuần gần đây, giá dầu thế giới nhìn chung đang theo xu hướng giảm do lo ngại về nhu cầu toàn cầu suy yếu, trong khi lại có thêm nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài OPEC cộng. Dầu Brent được giao dịch quanh mốc 70 đô la Mỹ một thùng kể từ tuần trước, thấp hơn nhiều so với mức giá trên 80 đô la Mỹ một thùng ghi nhận hồi tháng 7. Trong một cuộc họp cấp bộ trưởng tuần trước, OPEC cộng đã nhất trí tiếp tục duy trì mức cắt giảm sản lượng hiện tại sang quý đầu năm sau. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các ứng dụng Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp và Threads của gã khổng lồ công nghệ Meta đã đồng loạt ngừng hoạt động trên toàn cầu do sự cố kỹ thuật. Vài giờ sau đó thì Meta thông báo là đã khắc phục được sự cố này. Theo trang Dow Detector, chuyên theo dõi sự cố ngừng hoạt động của các ứng dụng xã hội, sự cố trên bắt đầu xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 12 theo giờ Thái Bình Dương, tức khoảng 1 giờ sáng ngày 12 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Lượng khách hàng bị ảnh hưởng tăng đột biến lúc 10 giờ lên hơn 97.000 trường hợp. Trong khi đó, Instagram ghi nhận hơn 67.000 trường hợp báo cáo sự cố. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Meta thừa nhận sự cố này ảnh hưởng đến khả năng truy cập ứng dụng của một số người dùng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả khách hàng bị ảnh hưởng. Dù vẫn chưa rõ nguyên nhân sự cố, song Meta đã nhanh chóng xử lý vấn đề trong vài giờ và các dịch vụ của hãng đã dần trở lại hoạt động bình thường. Trên Instagram cũng có một thông báo tương tự. Phía WhatsApp cũng xác nhận sự cố của ứng dụng tin nhắn đa nền tảng này, đồng thời cho biết người dùng đã bắt đầu có thể nhắn tin trở lại bình thường tính đến 1 giờ 49 phút sáng ngày 12 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Trong lúc người dân ồ ạt đi săn sale cuối năm thì cũng là cơ hội để tội phạm mạng gia tăng hoạt động, tìm cách đánh cắp tiền bạc và thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, nhiều người trong chúng ta có thể trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo, đặc biệt là tại Mỹ.
Mỗi mùa mua sắm cuối năm, cô Kim Harris thường săn thẻ quà tặng trị giá 50 đô la Mỹ như một món quà tặng người thân. Nhưng khi sử dụng tại cửa hàng, họ được thông báo rằng số dư trên thẻ là không. Người nhà tôi nói không có bất kỳ ưu đãi gì trong thẻ. Tôi thấy rất xấu hổ với cô ấy, trong khi mình lại bị lừa đảo. Theo thống kê, năm ngoái đã có 41.632 trường hợp lừa đảo qua thẻ quà tặng, gây thiệt hại lên đến 217 triệu đô la Mỹ. Thủ đoạn của kẻ lừa đảo là đến các cửa hàng, sao chép số thẻ và mã kích hoạt, sau đó dán lại bao bì khác. Số tiền bị lừa có thể là 100 hay thậm chí là 500 đô la Mỹ. Trước khi mua thẻ quà tặng, hãy kiểm tra kỹ thẻ, kiểm tra xem liệu có dấu hiệu của việc dán lại nhãn mác hay không. Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo rằng người tiêu dùng vẫn có thể trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Nhiều quảng cáo trên mạng xã hội hơi một cách phi thực tế. Một trong những thủ đoạn phổ biến là quảng cáo trên mạng xã hội. Người tiêu dùng không nên nhấp vào các quảng cáo mà hãy truy cập trực tiếp vào các trang web bán lẻ uy tín. Bà Stokes cũng cảnh báo rằng người tiêu dùng không nên tin tưởng vào các tin nhắn từ các hãng vận chuyển như UPS hay FedEx, vì chúng có thể dẫn đến các trang web giả mạo làm lộ thông tin cá nhân hoặc tải phần mềm gián điệp lên thiết bị của bạn. Nếu bạn đang chờ nhận hàng, hãy trực tiếp vào trang web của hãng vận chuyển để kiểm tra tình trạng đơn hàng. Hôm 12 tháng 11, Meta đã cảnh báo người dùng về các hình thức lừa đảo trực tuyến mùa lễ hội cuối năm và chia sẻ các công cụ bảo mật mới nhất. Trong năm nay, Meta cũng đã gỡ bỏ hơn 2 triệu tài khoản trên các ứng dụng của Meta liên quan đến các tổ chức lừa đảo tại một số nước Đông Nam Á và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu bạn hoặc người thân là nạn nhân của bất kỳ hình thức lừa đảo nào, hãy báo cáo ngay với các tổ chức tín dụng và cơ quan chức năng. Bạn nên báo cáo để có thể lấy lại một phần tài sản bị mất. Mục tiêu của tội phạm có tổ chức là người tiêu dùng nhẹ dạ cả tin. Mùa lễ hội không chỉ là dịp để mua sắm và tận hưởng niềm vui mà cũng là lúc người tiêu dùng cần cảnh giác cao độ để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Để nâng cao năng suất và giảm sức lao động trong chăn nuôi, các nhà nghiên cứu của Australia đã tạo ra một robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo có tên Watbot, được kỳ vọng sẽ trở thành chú bò thông minh đầu tiên trên thế giới, có khả năng giúp chăn nuôi gia súc hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016, ban đầu chỉ là một robot chăn thả gia súc đơn giản, có khả năng vượt qua địa hình gồ ghề. Nhưng đến nay, Watbot đã được cập nhật các cảm biến, AI và hệ thống máy học. Watbot có thể xác định chất lượng, chủng loại và mật độ cỏ trên cánh đồng, cũng như theo dõi tình hình sức khỏe của gia súc. Nó sử dụng các dữ liệu này để tự động chăn thả gia súc đến những đồng cỏ chất lượng nhất và dẫn đi nơi khác nếu đồng cỏ không còn tốt hoặc đang bị chăn thả quá mức. Khi đàn gia súc đã quen với robot, chúng sẽ đi theo robot. Nhờ đó, bạn có thể di chuyển đàn gia súc đến đúng nơi bạn muốn một cách dễ dàng. Swagbot cho phép chúng tôi đánh giá các bãi chăn thả theo thời gian thực một cách chi tiết. Điều đó giúp chúng tôi biết khu vực cỏ nào có nhiều chất dinh dưỡng nhất. Các chuyên gia hy vọng robot và tự động hóa sẽ là giải pháp cho nhu cầu ngày càng tăng về các hoạt động canh tác bền vững trong bối cảnh thiếu hụt lao động và phải xử lý nhiều vấn đề môi trường đáng lo ngại. Mới đây tại Bucharest, Hungary, một chiếc xe điện độc đáo lắp ráp hoàn toàn từ 1,8 triệu viên gạch Lego đã ra mắt, trở thành điểm nhấn văn hóa ấn tượng cho thủ đô này. Xe có chiều dài 11,5 mét, chiều cao và chiều rộng đều 2 mét, giống hệt một chiếc xe điện thực thụ nhưng không chở được hành khách. Tác phẩm này là kết quả của hơn 90 người làm việc suốt 6.800 giờ. Điểm đặc biệt, toàn bộ xe được lắp bằng gạch Lego truyền thống, không sử dụng Lego Technic. Điều này làm tăng độ khó và giá trị nghệ thuật. Chiếc xe điện Lego sẽ được trưng bày tại quảng trường Dex Ferenstier đến ngày 20 tháng 12, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Đây không chỉ là biểu tượng sáng tạo mà còn tôn vinh vai trò của xe điện, phương tiện công cộng quen thuộc tại Budapest.